Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Guitar thị xã Lạng Sơn, nay là câu lạc bộ Guitar thành phố Lạng Sơn, được thành lập năm 2001 theo quyết định của Ủy ban nhân dân thị xã Lạng Sơn, nay là Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn. Với sự yêu mến của nhiều người, với khả năng diễn cảm phong phú đa dạng của cây đàn guitar, với sự nhiệt huyết của ban chủ nhiệm câu lạc bộ, đứng đầu là chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ sĩ Vũ Thanh Dương. Ngay từ khi thành lập, câu lạc bộ đã tập hợp được đông đảo các nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, những người yêu thích cây đàn guitar trên địa bàn thành phố Lạng Sơn với nhiều lứa tuổi khác nhau. Từ các nhạc sĩ, nghệ sĩ đã nghỉ hưu tới các em, các cháu còn đang học tại các trường trung học phổ thông. Trong chương trình ca nhạc hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu một số bản nhạc do các nghệ sĩ guitar câu lạc bộ guitar thành phố Lạng Sơn trình bày. Bài hát Ngày xưa ơi là một khúc tình ca đằm thắm về tình yêu quê hương đất nước, đan xen trong tình yêu đôi lứa. Những nỗi nhớ, nỗi khắc khoải về con đò, cây đa, bến nước, những kỷ niệm của thời con gái yêu thương. Bài hát đã được nghệ sĩ guitar Lê Hùng Phong chuyển soạn cho đàn guitar solo vẫn còn nguyên những âm hưởng giai điệu dịu dàng say đắm. Mời quý vị và các bạn nghe bản nhạc qua phần biểu diễn của Nguyễn Hoài. Thank you.
Bản nhạc Capriccio Arabe được nhạc sĩ Francisco Tarriga sáng tác khoảng năm 1900. Bản nhạc mang âm hưởng của văn hóa Ả Rập với giai điệu lãng mạn, êm dịu, kỹ thuật trình diễn đa dạng, phức tạp là một tác phẩm rất được yêu mến, ưa thích của các thế hệ nghệ sĩ. Có thể nói đây là một kiệt tác của dòng guitar cổ điển. Mời quý vị nghe tác phẩm qua sự trình diễn của nghệ sĩ Nguyễn Năm.
là một bản nhạc trữ tình nổi tiếng với giai điệu tha thiết, êm dịu, viết cho đàn piano và dàn nhạc do nghệ sĩ piano Richard Grademan trình diễn trên sân khấu khắp thế giới. Các nghệ sĩ guitar đã chuyển soạn tác phẩm này cho đàn guitar và trình diễn bằng đàn guitar cũng rất thành công. Mời quý vị nghe bản nhạc qua phần trình bày của hai nghệ sĩ Nguyễn Hoài, Hoàng Tùng. Bài hát Lời cây đàn tính quê em, sáng tác nhạc của nhạc sĩ Hoàng Tú. Đây là một ca khúc hay mang âm hưởng dân ca Tài Nùng đã được nhạc sĩ Bùi Minh Tấn chuyển soạn cho đàn guitar thể hiện mà vẫn giữ được âm hưởng của then trong đó. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bản nhạc này do chính nhạc sĩ Bùi Minh Tấn thể hiện.
bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là những bản tình ca được nhiều người yêu thích đã đi vào đời sống âm nhạc Việt Nam như một trường phái, một dòng nhạc. Rất nhiều các nhạc sĩ, nghệ sĩ đã chuyển soạn và biểu diễn trên đàn guitar và rất thành công. Bài hát Tuổi Đá Buồn là một ca khúc trữ tình du dương, êm ái được nghệ sĩ Hồ Đức Tùng của câu lạc bộ guitar thành phố Lạng Sơn chuyển soạn thành khúc phóng túng Tuổi Đá Buồn và biểu diễn. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Hà Nội mùa thu là một bài hát rất hay nói về mùa thu của Hà Nội. Mùa thu làm xao xuyến biết bao thế hệ, xao xuyến biết bao tâm hồn, không những của người sinh ra lớn lên ở nơi đây mà còn rung động những ai đã từng đi qua dù chỉ một chút thôi.
giai điệu sâu lắng nhẹ nhàng, không những hợp với giọng ca mà khi chuyển thành nhạc không lời cũng rất thành công. Mời quý vị nghe Hà Nội mùa thu, sáng tác Vũ Thanh, chuyển soạn cho guitar Nguyễn Văn Tị qua phần trình bày của nghệ sĩ Nguyễn Thực. Với bề dày hơn 20 năm hoạt động, câu lạc bộ đã góp phần nâng cao trình độ biểu diễn của các thành viên, đào tạo nhiều lớp, nhiều thế hệ con em của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, góp phần nâng cao trình độ thưởng thức âm nhạc và phục vụ đời sống văn hóa nghệ thuật của nhân dân trên địa bàn. Chương trình ca nhạc quần chúng giới thiệu về câu lạc bộ guitar thành phố Lạng Sơn xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ca nhạc lần sau.